À, hai xin chào tất cả các bạn nha. Hai xin chào tất cả các bạn. Hai chào. Trời, nhẹ nhàng dữ fan. À, nay nhã chuông quá vậy các bạn. Thì chào mừng các bạn đến với kênh của anh em tụi mình, anh dành TV các bạn. Luôn buồn tụi mình lần sau nhất trong đây. À thì bữa nay chèo Dương Năm với Nhã Chu có rủ mấy anh em mình đi cắm câu nha các bạn. Đây làm lại gai tối bạn câu cần câu chuốt nhà nha các bạn. Cần câu đúng rồi, cần câu Dương Năm làm bạn chuốt ở nhà không có mua. À bữa nay giờ chèo 4 dương cháo 5 dương cháo mình đi ra đồng cắm câu luôn bạn ơi. À không biết có gì không, mà nếu mà có thì anh em mình sẽ đãi các bạn buổi tối luôn các bạn ơi. Giờ 4 dương cháo anh em dương cháo mình đi luôn nha các bạn. Đi luôn quay. À giờ anh em mình qua tới chỗ cắm câu rồi các bạn. Đây. Ngồi trùng nha các bạn. Ngồi trùng là mồi muôn thở hay như năm. Mồi miễn phí. Không có gì qua con trùng nhưng. Cầm ở kia. Đây bạn, giờ Dương Năm với Nhã Chu mối mọc. Tiến hành mối mọc. Mối mọc. Móc mồi. Móc mồi. Quá trời. Tại anh em mình thấy ở bên đây cũng có cá sương sương bạn ơi, không biết có không anh em mình qua dứt thử đi. Không biết có dính hay không nữa. Để đầu ngay Dương Năm. Để cho nó bò. Ừ đúng rồi. Sao? Rồi. 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 Đây các bạn. Giờ Nhã Chu sẽ cắm cần đầu tiên xuống đây nha các bạn. Làm cần trước cái cây. Đây. Bỏ ngay. Ở đây cây cối hơi nhiều, các bạn thông cảm cho anh em mình nha. Quá trời cây cối vậy. Cây cối là coi cấy hả? Đắt cứng quá à? Cứng được chứ. Lên miếng không? Cứng mới được rồi nhá. Được chưa? Đây bạn, một cần đầu tiên nha. Đây tới ông Năm. Năm đâu? Năm ở đây hả ông Năm? Đây bạn, cần thứ hai của Dương Năm nha bạn. Thả trùng bò này thật. Trùng cắt làm hai à. Dao đó. Xả. Kẻ lấy trùng đó kìa Dương Năm. Kẻ. Đó. Cắt làm hai rồi nè. Đó. Bự gì vậy? Múc đi. Hồi bữa Dương Năm làm có 9 cần giờ. Bây giờ tụi với ông thử thách nè. Bây giờ ông cắm đi, ông cắm bên đây, tôi cắm bên đây, người nào cắm coi cắm đây người nào dính nhiều hơn ha. Ừ. Dứt nha. Mày thường khen giả hả? Rồi giờ hai ông cắm đi, người nào nhiều nhất tôi thưởng cho ly trà sữa. Ok. Ok Dương Năm. Ok. Rồi vậy là giờ chia cần sao đây? Ngồi nhiêu cần? Trời nào cột vậy trời. Ờ à, không biết rồi. Nào cột vậy? Dương Năm buộc lại đi. Trời. Buộc gì là cái lử vô bụng luôn quá. Chắc nó nuốt cái lử mất tiêu quá. Không được rồi hả Dương Năm? Không được rồi. Mấy cần thủ này không được rồi. Này thuốc tôi rồi. Đây bạn. Này tết rồi. Tối chắc cứ phải ướt mình. Hạ thấy. Đúng không? Trừ lại cái quần cũ mà. Kiếm chỗ hạ thủy thôi. Đây bạn, cần có Dương Năm đây một cần, Nhã Chu bên kia một cần nha các bạn. Chấp, chấp bao nhiêu đó. Chấp luôn ha. Kiểm tra đi. Kiểm tra đi, Năm. Là tổng cộng Dương Năm 7 cây, 7 cần. Dương Năm 7 cần, Nhã Chu nãy 2, 4, 6, 7 cần luôn. Rồi, người 7 cần quá ok rồi. Coi mọi không Dương Năm? Để mọi theo đi. Cầm mồi heo, để anh lại coi Nhã Chu. Cắm rồi hả? Rồi. Rồi với Nhã Chu cắm cần thứ hai ở bên kia nha các bạn. Tổng cộng là hai người mỗi người 7 cần đó. Để mồi ra. Đây.
Ken, Ken đang đi đang theo phò Già Năm hả? Trợ giúp Già Năm hả bạn? Đi theo phò Già Năm rồi. Ừ. Anh muốn kiếm chúa heo phò. Dính gì? Dính vì dính lử á. Hay trời. Anh nói hay. Vì dính lử á. Hay vậy. Nè gì? Theo tao nè, phò tao nè, không chịu phò. Mình không heo phò chú nào hết bạn, mình là giống như là mình là người giao lưu giữa hai nước bạn các bạn. Gì? Chung tự lại. Mày heo vua nước mày thì mày phò nước mày đi. Chứ tao không lấy đem lại cho vua mày. Em miếng chồng. Kè, giống trai kìa. Tụi ra đây. Con gửi cho xin mày nguyện. Đây, khứa găng hưa nó đi heo phò Dương Năm nha các bạn. Đi coi. Đó, bữa nay có một cuộc giao đấu giữa Năm Goofy và Nhã Cá Chép. Goofy nhiều hơn cá chép. Trời ơi, đi coi. Ê, thằng này phải lính đông không? Sao kỳ vậy? Cái gì? Nó phải lính đông không mà sao nó nói cho vua bên kia mà. Nó là lính bên kia, nó phò bên kia nữa. Vậy lần này nói gián hả? Ừ. Rồi, không được rồi. Thôi, nói gián. Không được rồi. Mình đây mà. Mình chỉ nói đúng sự thật. Phải không? Chứ đây kiếm cá chép có không? Có chứ sao không có được. Mình đi qua bên kia, mình cấm bên kia mới có gì bên kia bích đường quá gì vậy? Được có, ngày trăng chỗ ấy có nè. Chỗ này là hồi xưa mình với Nhã Chu hay đi câu cá ngoài này nha các bạn. Giờ bị bỏ quan rồi, nó hơi thiếu bà. Nhìn nó quan sơ xíu hả bạn? Đó đây hai anh em mình ra câu cá nhiều lắm bạn. Nhưng mà tôi cũng đẳng nó hùng dĩ lắm. Ừ, đằng kia là chùa nha các bạn. Để xíu mình có đi là đẳng mình quay cho các bạn xem nha. Lấy chạy ra gì? Gỡ câu lính của vua cá chép. Vua cá gô. Vua cá gô đằng kia. À, mày đi đẳng làm lính vua cá gô đi. Đây. Đây. Này là tối là phải ước mình rồi đó nghe. Ủa, con chuột nó mới cắt con tiêu ta. Trên cây nè. Con gà bò này nè. Đây. Giang gì mà ăn giang? Thì ông cấm, không cấm đâu, ông cấm đi, tối của ông không nhớ. Rồi. Đây nè. Đây nhóc chơi như Năm ơi. Ông qua lấy bộ, ông lấy con miếng à. Rồi chơi, mình cấm rồi hết chưa? Đấy. Rồi, okay, giờ đưa chồng cho nó đi gì? Rồi, cho ông nguyên gia trùng luôn. Rồi đi, mình đi nè. Cho ông nè. Mẹ Ken ơi, lại đưa nó đi, lại đưa nó đi gì? Này gì cầm gì? Này. Đây bạn, giờ mình sẽ heo Nhã Chu trước nha bạn. Đúng rồi, bên đó họ làm cá gô dữ lắm. Cá gô chơi á. Cá gô làm tôi với Phú ở dưới người nhí câu cá gô đồ nhóc hết. Cá lóc rồi. Đường này nó hơi ngoan vu chút xíu bạn ơi. Tại giờ chủ không còn ở đây nữa các bạn, nên là bị bỏ quan các bạn. Đây bạn nhìn cái đường bạn khó đi không bạn? Cái đường nó chịu rồi. Cái này lúc mà tao bỏ là câu, cái lúc mà tao còn giờ cây nó mục luôn rồi. Mục gì ngã luôn rồi, mục gì nữa. Đây. Sao đi các bạn ơi, đi chỗ này cẩn thận nha. Cấm câu chỗ bên đây cá nhiều hơn. Qua bên đây thì khó nói rồi. Cá gì không nhỉ? Chơi cá gì vậy? Mình cấm đây đi, mình dục chai xuống. Mình chỉ cần mình dục chai thôi. Lụm. Rồi. Chín không? Nhớ là gì?
nhớ cổng rồi nha. Về coi video vô bạn ơi, đó là kiếm gì, đó là kiếm kìa mấy anh qua đường đó kìa, đó là kiếm gì đó vô gặp đó hữu các bạn ơi. Long mập quá đi không được. Đây đây nha các bạn. Một chỗ nữa. Kìa. Mấy bệnh gì? Một chỗ này nữa. Mới giờ bên cây góc dừa đó tới đây nữa. Cái đây cái nữa đi. Nhớ chứ. Nhớ không? Nhớ. Có video rồi nhớ. Thêm một chỗ này nữa các bạn ơi. Chắc mình thắng quá. Kìa. Mày đừng khinh thần thờ lịch. Lịch mình cũng dữ lắm. Địch già lắm. Chơi một gốc dừa nữa nha các bạn. Chơi gốc dừa không nha các bạn. Mình chơi gốc dừa luôn. Cắm thêm chỗ này nữa. Gốc bên đó với đằng kia nữa các bạn ơi. Dậy. Chỗ này nó là xong. Xong chưa? Xong rồi. Bây giờ mình đi qua bên đội bên kia coi nha các bạn. Nữa. Dừa. Hello, sao mày đi? Sao rồi mày đi? Mày đi sao rồi? Hey. Được gì không đi? Qua không được ní ơi. Chào bạn à. Chơi qua bển chạy. Bạn lại là mình nha các bạn. Chơi qua đội bên kia chạy. Rồi. Có mình cái chỗ đó nó hơi hết chưa? Nó hơi hẹp so với kích thước của mình các bạn. Hết chưa? Hết chưa? Kỹ chạy. Bên đây cấm lâu lắm. Rồi thôi mình đi về được đi. Thôi mình đi về. Cho máy rồi. Ở đây bạn giờ tới Vườn Năm bạn ơi. Sao Vườn Năm nó giờ được mấy cần rồi Vườn Năm? Cuối cùng. 30 cần. Còn cần cuối cùng hả? Đây bạn, Vườn Năm với Ken một đội nha bạn. Ngã Châu với gì một đội bạn ơi. Đúng rồi, giờ mình đâu nào? Đây là cần cuối. Đây là cần cuối hả? Ừ. Nãy giờ gãy gác ở đâu rồi Vườn Năm? Tôi tắng dài ra đây hả gì? Bên kia hả? Hay mà đẹp trai không các bạn? Số quát gần hư nữa. Không, cây này chưa khô mà. Sao không có? Không hạ thủy luôn đi. Đây là cần cuối của Vườn Năm nha các bạn. Ok lắm. Vườn Năm chơi ngay hầm sen nữa thì thứ gì mà chịu nổi. Nói đây là tôi chạy. Được không? Trời ơi, cá nó dãy kìa Vườn Năm. Ok. Ok. Đây bạn Vườn Năm đấy bạn, giờ đây là cần cuối cùng của Vườn Năm nha. Rồi. À, giờ anh em mình sẽ rút nha các bạn. Để tới tối anh em mình sẽ đi qua thăm và bắt đầu cuộc chiến giữa Năm Goofy và Nhã Cá Chép. Đi đâu? Ông Năm cười à. Đi đâu? Giờ anh em mình về nha các bạn. Gặp đầu mày. Ôi đã. Chưa muốn quay. Gì? Nãy giờ chưa muốn quay. Nãy giờ không chưa bao quay nữa chứ. À, hai các bạn nha. À, chào bạn nha. Thì hồi chiều bốn cháu mình có đi cắm cầu bạn. Đại chiến giữa Nhã Cá Chép và Dương Năm Năm Goofy. Giờ này cũng 8-9 giờ bạn ơi. Giờ bốn con cháu mình đi thăm câu bạn. Coi thử có gì không nha. Cái bọc thêm.
chắc cao cả rồi. Không sao, tôi mọc theo lấy gì đựng. Dường Nam ơi, khoái chào hoài ta. À, vậy cầm đi. Việt Nam gọi đèn con đi nha. Mày cứ đi mà sao đi, tao giống rồi gọi trước rồi nè. Gọi đèn phải gọi đây tới khu cư chính. Mời các bạn cùng đi siêu. Giờ bốn cháu mình đi qua bên đó rồi quay cho các bạn cùng xem nha các bạn. Rồi có gì không đại quạng các bạn ơi. À giờ mấy viên cháu mình đi qua tới chỗ các bạn ơi. Nó tát đúng cái cây luôn rồi. 2-1 rồi đó. Rồi xong. Táp hả? Táp bay lên trên. Còn không? Coi coi nó còn đó không? Dễ gì còn. Một đều. 2-1 cái một đều. Tao mới có 1 cần rồi. Nhả 2 cần rồi hả? Ê. Vậy này khó. Tiếp tục bạn ơi. Ôi hồi mất vụ vòng mua lắm. Ủa mày đi hướng nào? Bên kia. Leo bên kia nè. Có ông xong đi rồi tới tôi. Rồi đi theo ông. Đậu xanh chưa rồi trơn. Hai thanh niên khai mạc chưa có cần nào chứ. Quá bù hông rồi. Đi. Quá bù hông rồi các bạn ơi. Đúng không? Tắp dẫn lưỡi lên bờ luôn. Được không? Được. Thì không để xuống. Để còn mồi rồi đó. Hết mồi luôn hả? Ừ. Kệ dẫn lưỡi lên luôn rồi. Ủa đi. Trời ơi. 3 cục. Đúng. Đó là sao nó nhít rồi. Có không? Mời nghe. Dính không con? Dính rồi. Dính, 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 dính. Dính luôn. Còn mồi không? Cái chai hả? Ừ. Còn mới sáng thầm luôn đi. Sáng sớm đi nha. Đi. Rồi tiếp tục là Dương Năm bị bơm sạch nữa nha các bạn. Ai, thấy hiệu quá ta. Kiếm nhái nó móc lại mấy con câu rồi. Có nữa hả Dương Năm? Có chưa. Con gì? Nhái. Rồi bắt cấm đồ hồ anh. Móc lại mấy con câu cấm rồi. Đi. Tiếp tục đi bạn ơi, Việt Nam xịt hết 4-5 cần về. Đâu rồi? Ở đâu? Làm sảy tôi quýnh không à? Này nè. Nhỏ chứ gì nè. Bên đây còn cần này không? Không, bên kia còn 2 cần nữa hết rồi. Đi. Tiếp tục. Kim nhái rồi. Diễn chi là di chuyển. Các bạn, dễ thương không các bạn? Ừ, dễ thương đem về nuôi đi con. Bắt đi rồi. Đi. Để cầm nó cũng chán. Ngọc. Sáng chạy nói bẻ đó. Trời, đốc cái gì quá. Nói trời ơi. Con mới biết mấy tôi bẻ ăn gũi luôn rồi. Ăn bữa giờ đốc. Mấy người xài cho nó thử chưa. Đốn hết rồi. Đốn xịt bon hết. Gì? Ghé mặt hả? À, ghé không đâu. Nè. Đốn lại. Cái gì? Có không? Có không? Đậu xanh ảnh đâu đây trời. Ê. Anh chạy trong chùa ra. Nãy giờ anh đi sau lưng á. Anh chạy trong chùa ra làm hết hồn. Bữa nay thấy hiệu quả các bạn ơi. Không có gì trơn các bạn ơi. Không có rồi mình sẽ bắt đầu lại. Đổ qua đây câu cá rồi. Cái đứa ngồi luôn. Qua đây chừng nữa làm clip câu cá được kìa. Biết không? Mày biết đâu. Đâu rồi? À. Dính nó dính. Dính là gì đó nhà Năm ơi? Vịt chứ. Dính, dính, dính. Chưa biết dính không nè. Nó dính là nó cái nhịp chai dưới đất. À, dính nguyên sòng được không? Diễn đó này hơi... Tao dính xương sòng. Dạ, dĩ bay mà. Dính nguyên sòng luôn á. Chuyện Năm tối không thấy được bạn, không cảm bạn ơi. Con tới đường mà là cây quá trời. Không có. Con lính đi heo kìa bạn. Con lính đi heo kìa bạn. Nặng không? Xèo má ơi. Con lính nè bạn. Lính. Thôi rồi, đây nè. Bên đây có đặt không? Đâu đặt đâu? Con cái này nó thăm luôn đây. Chỗ nào? Ở trên kìa. Chút này à. Chút nào?
Không có gì Năm. Thấy thô luôn. Dạ nhưng mà cái này đi trước không vậy. Đâu vậy Năm? Dưới đây nè. Vòng vòng dưới đây nè. Đâu đi đâu khúc gần kia rồi, xích trước tới xíu. Này phải tiếp tiếp. Ây da. Rồi, cho nó bất kinh rồi. Cạnh mình. Lôi cho nó bất kinh lên. Nó chưa ăn luôn kìa. Mấy này ghế ghê chị. Hết mồi nữa hả gì? Còn nó dễ chứ không có giúp. Nó có bay lên nó tát em lòng. Rồi ta thấy heo cái gì ta. Rồi đi qua kia. Rồi xong có một vòng xong. Đó luôn. Phải đi qua kia được không biết. Đâu được đâu. Không được không được. Gạo rồi. Gạo đâu gạo. Gạo rồi. Rồi. Gạo rồi. Gạo gạo đang này. Chèo con mới là cầm nè. Đó đi thử. Đi sao đi Năm. Gì? Đi làm sao? Này hả? Này nè. Leo. Tông Long leo được. Qua bên còn leo thêm lần nữa. Dạ. Dở hơn gạo luôn. Gạo. Sáng nha. Tôi đã. Chồng. Lấy này nhá, tao bay qua nhá. Cái gì vậy bạn ơi? Này này nó là cổ dữ trời. Đi được con này nhái không Lộc leo thằng giàu luôn chứ này. Leo lên đây chứ sạch thằng giàu luôn luôn á. Có gì đâu nhiều quá về heo kìa thôi mày nhá mình heo nhiều tao không đặng hơn heo sao mình ăn được. Giờ di chuyển qua tới cằn của Nhã Chu nha các bạn. Nhớ bớt xe xa lên đi nha. Cầm gì? Mình cầm máy nha các bạn. Cho Mr. Ờ đúng rồi. Cái giò kìa. Cái giò ít. Hai bên bay qua. Cũng ngồi cái đường đó. Cái trọng thì mới đầu lỗ lỗ rồi. Đây nè. Đó thì lễ sạch ra. Nói đây nè. Cái nào vậy? Đây nè. Lấy cần cho mày. Để cái này mày. Đây, nói đây. Đây đâu mà đây. Phải không? Bên lúc dừa có đây nè, bên đây nè. Ba góc dừa, ba góc dừa. Đây nè. Bên đây nè. Đây nè ơi. Không có rồi. Ta. Ờ cái gì thôi. Cái chai, cái chai. Chai đó. Nó không có nhịp phải nhịp. Không có. Xong dở lên thử. Vô mà nó trả gì hết. Nó cũng im gu mà. Mấy thằng kia nó ngồi lên tối. Khi chết lâm sàng không? Ừ. Nói chuyện rồi mới chết mà. Nói xong vậy. Ê cần cái chơi nó chơi. Yeah. Đâu yeah. Bỏ con đây bạn ơi. Bỏ con cách chơi bạn. Trời ơi. Móc con nhái lên luôn đi. Dưỡng nhà Năm ơi, dưỡng nhà Năm ơi. Mày dưỡng cái xuống nhà Năm, xuống nhà Năm. Dưỡng nhà Năm, xuống nhà Năm. Cái gì vậy? Cái thang là vậy? Ừ, xuống đây, xuống đây. Phải đâu, nó bị dưỡng cái sen á. Cầu thang là vậy? Dưỡng cái sen á, dưỡng cái thang á. Cái đây nè. Ừ. Quá được con. Lẻ. Lẻ. Đây các bạn. Được một, trời ơi, trời nó ú kìa. Rồi, rồi, vậy đi, vậy đi. Cầm đi. Rồi, tiếp đi. Đây bạn ơi, được con cá chơi, cá chơi đen hả? Nhỏ nhỏ thôi trời. Đây vậy là Nhã Chu 1-0. Chết rồi, lấy nè, lấy nè, lấy nè. Cầu lại đi. Gỡ ra bỏ bỏ con cái gái lại đi. Nè ông gỡ cho nó đi. Ê. Ê. Để nó chạy lắm nhậu mày. Móc móc. Nè. Gỡ con cá nó móc nhái lại đi. Ông móc móc đi. Làm gì ghê lắm. Khoan. Cho ông Dương Nam ống móc lại kìa. Trời ơi, tẩn lại cái vũ khay. Trời ơi, nó dính luôn. Gãy cưng luôn cái gì ơi. Không có gãy mà dính như đó. Dính như sen á. Trời ơi, ngủ dính như trời. Ôi. Ồ.
là quá lâu rồi. Nãy câu 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 luôn nè quý. Đẩy câu luôn. Nè. Đi ghê vậy. Đó. Đây chưa gãy. Đây nè. Đây tiếp tục bạn ơi. Câu chỗ nào đó thì đi. Câu bên này hả? Nhả trụ được con cá chê nha các bạn. Cái chai đây nè. Mình ba cái chai lận. Đó đó, đây nè quý. Cá chai lên nè. Nó hồi nãy không cắm ngay đó đó. Gãy câu. Ừ. Ừ. Chưa gãy. Đâu còn đâu. Nè. Chờ đâu. Còn mồi đâu. Câu đó mà gãy sao mới sợ. Một em cá khê trắng. Cá khê đen. Câu nó trước mà gãy. Mẹ hay gãy đâu. Từ từ bẻ thôi chứ từ nó cá này gãy nó gãy. Rồi cắm đâu không nhớ luôn hay gì. Đây nè. Cắm không nhớ. Chết lại video các bạn. Bốn cần phải không? 7 cần. Ờ 4 cần. 4 cần 3 lon. 3 cần hay là 4 cần gì đó. 4 cần 3 lon. Ghê ơi. Mà nó đâm mày. Hết mồi luôn. Trời ơi, này dữ. Ghẻ quá ghẻ. Cái thấy không à. Đi quá. Đây vậy. Kẻ luôn. À bạn ơi, giờ bốn viên cháu mình giờ tới nhà rồi bạn ơi. Kẻ khuôn cuộc sao nhìn thấy mặt đuối quá ta. Nói cho nghe nghe một ly trà sữa nha. Sữa có người tài trợ nè. Tôi tài trợ, tôi tài trợ. Ờ. Ừ. Có tài trợ. Tôi hai ông đội thi thấy gì tôi tài trợ cho ông ơi. Anh chậm cái món cho đó đó. Tao xin phong đi trước, anh chậm nha, nhìn chỗ này, nhìn chỗ nào là nhìn chỗ ba cá hưng mà mấy con cá gì, cá sặc nó dễ hết trơn. Cá sặc với lại cái đó, cá liềm kiềm á. Tự dễ. Tao biết mày mấy ụ cá chê đồ nằm trong chiếc mặt bánh đâu ấy đâu mẹ anh đợi. Để ba cái bọt mà cái bọt cá sặc á để đặt vô cá sặc nó dễ. Nhà chú gành rẽ địa hình đây quá à. Để nhẹ cho nó ba cần cũng phải dính một cần đó không bạn. Thổ địa ở đây mà. Giờ được chiến lợi phẩm được có một con một bạn ơi. Đây cá chê chàm chàm luôn. Quá đã bạn. Giờ chắc cũng tối rồi bạn ơi. Chắc sáng mai anh em mình làm gì làm quá. Tại cũng có một con hơi ít đó bạn. Đủ. Với lại cho giờ năm vô ông ngủ sáng đi làm nữa bạn ơi. Chứ con này mà đi hết giờ năm. Chứ con này cao mình ăn cái một. Trời. Ba bốn giờ đi làm rồi. Mời đi bạn ơi, mời đi anh em mình có đi đặt nữa, tiếp tục nữa. Mình thì quay cho anh em chia sẻ cho các bạn cùng xem. Chia sẻ bạn cái gì? Chia sẻ cho các bạn cùng xem những món mà cá sặc đặt vô cá sặc nè. Cá sặc bọt. Nói chứ mời để mình kêu ngâm qua bánh vớt ba cái sạch bọt về pha phê uống mà. Ơi trời. Cũng tuần này chứ mà. Dắt từ cái bọt cái sạch giang lắm nổi. Nói chung là bữa nay cá thì ít mà Dương Năm là người thua cuộc nha bạn. Nhã Chu chiến thắng một ly trà sữa nha bạn. Đâu. Giờ chắc anh em mình xin phép kết thúc clip đây luôn bạn ơi. Phải có một ly, phải có kèm thêm ly. Đâu mà ngày mai làm lại. Đâu có được đâu. Ngày mai làm lại. Đã nhà ta chợ ra kèo rồi rồi. Ngày mai làm lại. Không lẽ ly thằng uống thằng dòm. Chứ sao nữa. Nói chứ giờ cũng tối bạn. Chắc anh em mình kết thúc clip đây cho Dương Năm vô ngủ bạn ơi. Mai ông đi làm nữa bạn.
thôi mình thả vô cái bồn cho nó còn sống, mình quên mình ăn cho nó tươi. Cá hơi ít các bạn thông cảm nha bạn, tại đi cũng không biết có dính hay không. Ê, dính nữa bạn ơi. Ê tới giờ không có, nó để vô cái gói tổng đi mời cho mượn hơi mời. Nếu các bạn thấy video của anh em mình có vui có đặc sắc, các bạn nhớ cho anh em mình một like, một đăng ký, một chia sẻ nha các bạn. Giờ chào tạm biệt các bạn. Chào các bạn.